Một đại học muốn thành công phải là nơi truyền cảm hứng, biết khơi dậy quyết tâm khởi nghiệp, biết tạo những điều kiện thuận lợi để khơi dậy tiềm năng con người, tri thức mới, công nghệ mới được phát huy. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi tham dự và có buổi nói chuyện cùng hàng ngàn sinh viên, giảng viên tại lễ khai khóa 2022 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong sáng nay. Theo Chủ tịch nước, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra mục tiêu và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới, theo đó khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch nước nhấn mạnh yếu tố quyết định vẫn là con người, trách nhiệm của chính phủ mà trực tiếp là Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như toàn ngành giáo dục là rất nặng nề. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần tiên phong trong đổi mới, phải luôn cập nhật chương trình đào tạo tiên tiến, đổi mới tư duy quản lý, có những hoạt động đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đồng thời phải lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng đào tạo làm nòng cốt, không ngừng khơi dậy phong trào đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống, nhất là sinh viên, học viên. Với sinh viên, Chủ tịch nước căn dặn các em phải không ngừng tự bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, đồng thời tích cực học tập, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ, tin học, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, ngày càng có nhiều sản phẩm đổi mới sáng tạo, chủ động hội nhập, thi đua với bạn bè quốc tế, có tư duy phản biện, tìm tòi kiến thức mới, làm giàu cho bản thân, giúp ích cho đất nước. Trước khi tham dự lễ khai khóa, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và tặng quà cho sinh viên tại ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.